và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình mình được gặp phải chào mừng quay trở lại với Bedroom Fever ác mộng cơn sốt cái tựa game nơi mà có một căn bệnh bí ẩn Được ẩn dưới cái dạng của một loại mực xanh kiểu hồng hà ngày xưa Và nó đang xâm chiếm toàn trái đất Giết từng người mà nó gặp Và mình là một trong những người may mắn sống sót Cần phải tìm ra những vật mẫu để làm sao nghiên cứu được một loại thuốc giải Trước khi thế giới này lùm và diệt vong Và như thường lệ nếu các bạn thích tựa game thì đừng quên để một like Và subscribe cho mình cũng như đúng chủ hộ mình ra những video tiếp theo nhé chúng ta cùng tiếp tục với pet dream fever thì ở tập trước chúng ta đang đi tìm một số cái công cụ để có thể trích xuất được cái mẫu thử từ trên xác người và lần này mình đang đi tìm giở cái xi lanh các bạn ạ một cái xi lanh sạch để có thể trích được cái mẫu máu để về nghiên cứu ấy thì mình không biết là xi lanh có thể ở đâu được nhỉ hiện tại thì mình đang ở cái khu một cái khu là cái khu trường học và mình nghĩ là trường học thì sẽ có bệnh xá đấy chỉ là phán đoán của mình thôi Oh shoot, có một thằng nằm đây Oh boy có cái bật lửa trên tay các bạn ạ ok ok nó có bật lửa trên tay nhưng mình không để động vào đấy được có thể là trong cái khu này có xin đanh chăng ừ. ồ các bạn ơi cái trường học này có một cái cửa sổ có thể chui vào được Yeah, nhưng mà nó quá cao Cần phải làm thế nào để trèo lên đó Mình có cái đồ dùng gì để có thể trèo lên được không hmm. Phải có cách nào đó chứ nhở Mình nghĩ là mình nên kiếm một thứ gì đó Để có thể làm ghế Để có thể trèo lên đấy được nhờ? hãy thử đi cái chỗ khác và kiếm cái ghế xem nào ở đâu có thể có cái ghế các bạn các bạn nghĩ là ở đâu có cái ghế ở oh, cái công viên này biết đâu là lấy được cái ghế đá công viên yeah ok ồ oh, có một người đang nằm chết ở cái công viên này oh kỳ lạ thật trước đây ta chưa từng thấy người đàn ông nào ở đây cả hay nói đúng hơn đó là cái xác chết của ông ta như vậy có nghĩa là ông ta có thể vừa mới chết thôi thì cái việc lấy mẫu máu của ông ta sẽ là một điều khá là tốt đúng rồi tại vì là người vừa mới chết thì máu nó còn tươi các bạn ạ và lấy mẫu máu của người vừa mới chết là cái chuẩn nhất đúng không nếu mà nó chết lâu rồi thì máu nó sẽ đông lại và có vi khuẩn kiểu nó sinh sôi nở đấy nên là sẽ không hợp lý chúng ta cần một mẫu máu từ một người như thế này hãy lấy mẫu máu của ông ta và mai cho ta tuy nhiên hãy tỏ ra tôn kính không ai xứng đáng phải có một số phận đau khổ như vậy cả ok tôi tỏ ra tôi kính với ông nhưng mà bây giờ tôi cần phải lấy máu của ông để giúp loài người ông ạ tôi xin lỗi ồ oh, đây này máu này nhưng mà mình không có thứ gì để lấy cả mình cần một cái xi lanh các bạn ạ ồ oh, sút. đây là một cái chỗ picnic các bạn ạ ồ có thể kéo được cái chốt này lên ồ uh, có thể nào mình lấy được cái thứ gì đó mình thả vào bên trong này không mình có thể gắn thứ gì đó vào bên trong cái dây này sau đó là mình thả xuống không có thể biết đâu được đúng không ồ đây là cái hồ cá các bạn ạ và hồ cá này có những cái bức tranh đang được vẽ dở và có vẻ như người họ sẽ đi đâu đó mất rồi và trong này có màu vẽ tiếc là nó lại không có xin lách ở trong này có vẻ là tìm kim tiêm khó nhở như ở việt nam đây kim tiêm ở trong bụi rậm khối phải cái linh hồn thật đấy khó khăn vậy Two oh, hours later. Ồ, mình kiếm hòn đá đây các bạn Có thể nào dùng hòn đá ném con chim bông? Có thể Nào, thử 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 phát Uh, có vẻ như không để ném con chim vào hòn đá hay là ném cái hòn đá xuống dưới giếng không được làm thế nào nhở? Hòn đá này phải để làm gì đó mình chắc chắn là như vậy nhưng mình không biết để làm gì. <laughs> Ô các bạn ạ, mình vừa tìm thấy có một cái thang ở đây như vậy là có cái thang mình nhớ ra một bộ đoạn nào đó trong cái tựa game này mình cần phải chia cho các bạn à mình nhớ rồi đúng rồi nó sẽ là cái khu trường học đúng không chuẩn chưa chuẩn 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 đúng rồi cái khu trường học có một cái cửa kính để trèo vào tuy nhiên là nó quá cao nếu bây giờ mình có cái thang này liệu có làm được không đúng không yes đúng rồi và mới để trèo yes. cái này yes vãi linh hồn nhờ bên trong nó bên trong cửa kính này có một cái tay cầm mà mình không thể nào mở được tuy nhiên là nếu mà mình có hòn đá để mình ném được không nhỉ Yeah, được mà Ném luôn Yes Mình biết ngay là cuối cùng mình cái hòn đá đấy Yes, mình sẽ thích The Rock Đấy, chuẩn luôn Chui vào Ok Đây rồi đây rồi, xi lanh Wow, tại sao lại có xi lanh ở trong phòng vệ sinh của trường học Trường học hơi kỳ Chẳng nhẽ bọn nó nghiện mai chú ý à Sẽ phải cẩn thận với chỗ xi lanh này vì nó bẩn các bạn ạ Cẩn thận Và bây giờ mình phải tìm cách nào đó để rửa sạch những cái xi lanh này Nhưng mà cái vòi nước ở trong trường học này cũng không sử dụng được Tại vì là bên trong cái nguồn nước đấy có một đống cái loại nước bẩn Và có thể là có cái loại mực gây bệnh các bạn ạ Nên là mình không dùng nó để có thể rửa xi lanh được Định mệnh Ok, nhặt thêm một hòn đá nước các bạn ạ hòn đá này không biết sẽ giúp mình gì trong tương lai nhưng mà mình nhặt được thêm được một hòn đá nữa tốt rồi thêm một cái gì thì hai cái đấy để mình xem vào đường nào đi nữa không có một người chết trong nhà vệ sinh này sợ vậy có thể đang quay tay trong đó sau đó là bị uh, mực này nó rơi vào người sau đó chết trong sự sung sướng gọi ạ nó là như vậy chết sự sung sướng là có thật giờ mình cần phải bây giờ mình cần phải rửa cái xi lanh này mình nhớ là đúng rồi ở công viên một cái hồ liệu có khi nào là cái hồ đấy sẽ là nơi để mình rửa xe này không cũng có thể cái hồ đấy ở công viên đúng không nhỉ đây đúng rồi để công viên sẽ nào biết đâu được đúng không thôi mà ok công viên đây rồi không được không sửa được bằng cái nước hồ này có thể cái nước hồ này cũng bẩn thế mình nghĩ là vậy vậy thì nước ở đâu à có thể là nước trong cái giếng này thì sao kéo nước trong giếng này lại sạch nhưng mà để lấy nước trong cái giếng thì chúng ta sẽ cần một thứ gì đó gọi là ô khao đây có sâm panh ở đây có thể đây chính là một thứ để mình có thể rửa được xi lanh đúng không vì nó có lượng cồn rất cao chuẩn luôn ừ sửa xin anh Rồi, sạch chưa? À, Nào, sao lấy được sân panh? Ủa, kỳ vậy? Nó, có cho mình lấy quái đâu? A few moments later. Oh! Oh shoot! Sao mà hồi tìm kiếm thì hóa ra một chai rượu ở đây? Cái định mệnh! Nếu mình cần phải làm gì? Ồ! Oh. À, dùng liệu để đổ lên cái xi lanh! Vậy điều này sẽ làm sạch xi lanh đúng không? Đúng rồi! Yes, chuẩn luôn và nhờ thế này mình có thể sử dụng nó để trích được máu của cái ông này chuẩn luôn. U. Uh. Uh. Rồi, như vậy được rồi, mình lấy cái mẫu máu các bạn ạ. Ok để mình xem xem cho cái mẫu máu nó có gì. Rồi bây giờ hãy quay trở về cái nơi làm việc để mình có thể xem được. Đây đúng không? Đúng rồi. Và để xem xem là bên trong cái này có gì. Ok, chị ơi, em mang được xi lanh về cho chị đây, chị trích đi ồ oh, rất tuyệt vời vì cậu đã có mẫu máu để đem trở về tôi nghĩ như vậy là đủ rồi đó lại phải đủ quá mới chứ một người mày xem có đủ không bây giờ thì tôi sẽ cần phải sử dụng mẫu máu này trong việc nghiên cứu tốt nhất là cậu không nên làm phiền tôi tôi không thích ai làm phiền tôi cả ừ mày sai tao xong bắt tao làm đủ thứ xong cuối cùng mày bảo là phải không muốn làm phiền ok cứ sống vậy đi nhá nghiệp tụ vành môi đấy Điều này có thể mất một chút thời gian Có lẽ là trong khoảng thời gian đấy Cậu nên đi tìm hiểu mọi thứ xung quanh khu vực này xem sao Biết đầu tìm được những thứ hay Thực ra vào cái thời điểm này thì chúng ta không tìm kiếm một thứ gì cụ thể cả Nên là đơn giản là cậu có thể đi tuần thôi Để tôi xem cái bản đồ của cậu nào Ủa, mình mở ra phần gì mới à Các bản đồ này đáng nghĩa nên ở trong một cửa hàng lưu niệm thì hơn Hoặc là trong bãi rác Nhưng mà hãy nhìn kỹ một chút nào Các phần màu đen đã bao trùm một số bộ phận Thêm vào đó, một số nơi đã bị xé rách Chính vì vậy nên cậu mới không thể đi mọi nơi được, có đúng không? Nó sửa lại cho mình à? Hay gì? Cậu sẽ cần phải làm điều gì đó với bản đồ của cậu Nó ở trong cái tình trạng vô vọng rồi Ít nhất là cậu có thể bỏ đi những cái phần đó Hay sử dụng mấy cái nước tẩy ở trong phòng tắm của tôi đi Tôi có nhiều lắm Ok, tức là dùng nước tẩy phòng tắm để tẩy cái bản đồ Really? Ok, đây đúng không? Ok, có nhiều vãi nồi Cậu lấy một hộp là đủ rồi, không còn nhiều hãy sử dụng nó một cách thông minh tại vì là trong trường hợp này nó đáng giá như vàng đó ok tại vì là người chết hết rồi thì đương nhiên là nó đáng giá như vàng rồi như vậy là mình nghĩ là mình sẽ cần phải dùng cái bản đồ này chắc ha dùng cái gì đây bấm đây đúng không và sau đó là mình dùng nước tẩy nhờ u được đây oh shoo và mình mở thêm một khu mới các bạn ạ khu này giống một cái khu cửa hàng hay sao ấy ừ đúng rồi cửa hàng bán quần áo này cũng như là cửa hàng sách này nhưng không mở cửa được ok mình cùng tìm hiểu xem ở khu này có cái gì nhá ồ cái gì đây đây có cái gì đây đây các bạn đây là một ngõ cụt khác chúng ta không thể đi xa hơn được thực sự điều này rất lạ cái đường phố này bị tách ra đúng nghĩa như kiểu là thế giới bị xé sách ra vậy lạ nhờ chứng tỏ là cái căn bệnh này không đơn giản là một căn bệnh đơn thuần mà nó có điều gì kỳ lạ thế giới xảy ra vào lúc thời điểm này ồ mới thì vào cửa hàng được có một người đang ngồi ăn ôi đang ngồi ăn thì chết chết vì ăn các bạn ạ à. đậu phộng đau đớn nhở Ok tiền tiếp mình lấy được cái đồng xu Mình không biết cái đồng xu mình vừa lấy thể làm được cái gì Nhưng nếu mình nhớ không nhầm ý Thì ở khu này có một cái bồn điện thoại công cộng Liệu mình có thể sử dụng cái bồn điện thoại công cộng đấy không Mình nên đi thử đến đấy chờ Có thể lắm Thử đến cái bồn điện thoại công cộng Biết đâu là trong bồn điện thoại công cộng đấy Mình sẽ gọi điện thoại cho ai đó đúng không Ok À nếu được ạ Nhớ được thì làm gì Có bồn điện thoại công cộng thật đấy nhưng mà nó hỏng mất rồi Và cái đồng xu này của mình không điểm gì À có mày đếm tiền đây này, cho nó xu được không? Không được Ồ các bạn ơi Này, mình chỉ vào đây này Có nét mực ở bên trên cái cửa này Nhưng mình có lọ tẩy rửa Đúng rồi Hóa ra mình xịt xong thì có vẻ như là cái khóa này Nụy bung ra cái cửa bị chảy ra các bạn ạ Rất kinh khủng Nó có những cái vết này là những cái vết bị sùi bọt Và có thể là chúng ta làm thứ gì đó để cạo sạch cái vết này Có thể mở được cửa ra Đúng không? Giấy ăn, ừ đúng rồi Không phải giấy ăn, tới vệ sinh định vậy nói chung là giấy ăn hay giấy vệ sinh thì nó cũng như nhau thôi quan trọng là cách sử dụng các bạn thế nào các bạn chùi đi nó là giấy vệ sinh nhưng vẫn cái giấy chùi đi đấy các bạn lại chùi mồm thì nó là giấy ăn đơn giản thôi và mình mở cửa đấy là một cái điều quan trọng ok oh my god hứ huh? mọi thứ ở đây trông hơi kỳ lạ có thể là do thằng thiết kế hơi ngu dẫn đến ánh sáng hơi kỳ dị trắng ta không biết về những điều đó ta không phải là một họa sĩ nhưng mà mày là idol yes <laughs> dù sao thì đó không phải là vấn đề của chúng ta hãy quay trở lại làm việc nào Chúng ta có nhiệm vụ phải xem xét những thứ ở trong này. Khoan đã, mình có thể dùng cái hòn đá này mình ném vào cái cửa sổ này. Yes và thò tay vào đây. Ô! Oh, Ô! Oh. Mình không thấy cái gì hết. Ồ oh shoot oh my god. Ơ, sao khói toàn khói? Thật là may mắn vì cậu ném vỡ cửa kính, ít nhất thì nó sẽ khiến khói thoát ra một chút. Có vẻ những nguyên nhân dẫn đến điều này đó là ông lao công ngồi đi hút thuốc. À, ông hút thuốc trong lúc đó thì ông chết tên là điếu thuốc này tạo nên khói và bay khắp căn phòng này vì như vậy ừ bây giờ hãy cùng kiểm tra trong phòng của ông lao công xem thứ gì hay ho lấy được không có cái xà beng này có lấy được không ủng này có cái đèn đấy có bắt được không nhỉ Ủ không được ồ có một cái hộp dụng cụ trong này các bạn ạ Ủ không thứ gì trong nó ờ à, một hộp dụng cụ trống rỗng Tuy nhiên, cậu có thể tìm hiểu bên trong cái căn phòng này xem có gì giúp tôi được không? Tôi sẽ cần một số thứ thêm vào. Đó là một cái búa này, một cái tô vít này, một cái xà beng này, một cái kìm, một cái cờ lê và một cái rũa. Ok, tức là mình cần tìm thứ đó ở trong này đúng không? Và cho tất cả mọi thứ vào trong cái hộp dụng cụ. Ok, có kìm đây rồi. Ờ, cần gì nữa không? Có cái kìm này, còn uh, những thứ gì nữa nhỉ? Chúng ta chỉ cần uh, tô vít này, rồi cái uh, cờ lê này cùng với cái búa nữa thôi là sao hmm, cái tô vít mình đã từng thấy ở trong này đúng không nhỉ đúng rồi đúng rồi đúng không mình thấy lạ đây sao nó không hiện lên đây nó không hiện lên luôn à, có thể là tất cả cái đồ đấy được cho vào trong cái hầu dụng cụ này nhưng riêng xà beng thì nó quá to nên không cho vào được chăng mình hãy phỏng đoán như vậy chúng ta chỉ còn hai thứ nữa rồi đó là một cái cờ lê và một cái búa con chuột sư bố mày đã được chết ngựa bây giờ ok cái gì đây đúng rồi có cái cờ lê rồi hay quá nhở ok còn cái này cái thùng này để đâu? Thùng này mới có thể cất vào đâu đây? Mình muốn lấy cái cưa ở sau, có cái cưa ở sau có thể dùng làm thứ gì đó. Đây rồi. Đây để đây. Ok một cái cưa nữa. Oh! Có vẻ như cái cưa quá lớn để nhét vào trong cái hòm dụng cụ. Đi xung quanh thành phố với quá nhiều đồ vật không phải là ý hay đâu. Có khả năng là cậu sẽ cần dùng nó vào cái việc gì ở trong căn phòng này. Tuy nhiên cậu không cần phải mang tất cả mọi thứ ở trong ba lô. Đôi khi tốt hơn là cậu nhặt một dụng cụ gì đó, sử dụng nó rồi đặt nó về chỗ cũ. Oh, ok. Cái định mệnh có cưa này mà cưa được gái nhỉ Anh cưa em đổ thì em gọi là thiếu phu nhỉ Mình không biết là cưa này dùng làm cái gì nữa Mình chỉ nghĩ ra cưa gỗ rồi thôi Chứ còn chưa thấy cái gì cưa được Hay là cưa ghế này nhỉ ờ. Ồ. Ồ cưa ghế này cái chốt Ao Có thể là mình lấy cái chốt này Sau đó mình lắp một cái cục gì đó ở trên đầu Để tạo thành cái búa hay không Như này này Lắp vào cái này em được Nếu được Ở đây này đây này Cái đây này cái búa này Ừ đúng rồi Ồ Sao là vậy vãi cái linh hồn Mèo ảnh yên chuyện đó Ok xong rồi Thế mọi thứ rồi Yes Cảm ơn vì cậu giúp tôi trong việc tìm tất cả những dụng cụ Và tôi rất là vui mừng vì cậu làm điều đó Tôi cần cậu thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt Mọi thứ sẽ ổn thôi Hãy cố gắng để thoát ra khỏi vị trí này Ok Ô vách linh hồn Oh shoot No Thoát là gì Exit Đi nào đây Bạn ơi Vách linh hồn thoát ra kiểu gì Mày ơi Anh cậu ơi Tôi mèo biết đường nào ra đây ra cả ok ra đâu đây rồi ủ ủ sốt cái gì đấy Vừa lờ cái gì vậy có cái mắt đây này mình cần phải làm gì với cái đấy không biết đâu Thôi rồi chết được rồi không có đường nào đi cả mọi thứ bị nào ấy sử dụng cái cái chai xịt được không không được Thế rồi đi đâu đây đi đâu đây mọi thứ nó xanh lè rồi này nó bị tô hết rồi quỷ sứ ôi oh, được rồi nè ok đây. Đôi, hát ở đây rồi hát ở đây Yes. Mình không biết chuyện gì mà xảy ra nhưng mà kinh khủng vậy Chuyện gì xảy ra đấy vậy? Ai hồn đâu? Mình nghĩ ta biết. May mắn vì cậu thoát ra được. Dù nó là thứ gì chăng nữa thì nhìn nó cũng quá nguy hiểm. Tôi khuyên cậu nên tránh khỏi cái nơi này, ít nhất là trong thời gian này đã. Ok, tránh rồi. Oh my god. Thế rồi, có một số chỗ mình không đến được nữa rồi. Fight cái linh hồn. Đặc biệt là cái xưởng. Không đến được cái xưởng nữa các bạn ạ. Ồ oh giờ sao Mình đi đâu về đâu bây giờ định mệnh cái xưởng duy nhất là cái nơi mình có thể đến bây giờ không đi được nữa này bây giờ trong công viên và một cái cửa hàng cái xưởng nơi mà có đứa con gái này nó đi mất rồi Oh shoot, giờ sao ta mình không biết nữa nhưng mà dù sao thì hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nếu thích tập này đừng quên để một like và sắp mình cũng như đủ đức chuột hộ mình ra những video tiếp theo nhé mình ở dưới Cả tạm biệt và hẹn gặp lại